Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Viện Tăng Thống Chúc Nguyện Thư Phật Đảng 2564 Ngưỡng Bạch Chư Tôn Trưởng Lão Chư Hòa Thượng Thượng Tòa Đại Đức Tăng Già dạ. Trần đại dịch đang gieo rắc hoang mang và kinh sợ cho toàn thể nhân loại đang làm đảo lộn trật tự thế giới thách thức trí năng và quyền lực của con người trong một vũ trụ bao la và trong những thế giới cực kỳ vi tế trong cơn khủng hoảng toàn cầu này phật tử việt nam mùa phật đản năm nay cúng dường ngày đức thánh tôn gián đản bằng những công đức gom góp hằng ngày trong ánh sáng soi đường hành đạo bằng từ bi và trí tuệ của đấng đại giác để cùng chia sẻ đau khổ chung của dân tộc và nhân loại cầu nguyện kẻ trí cũng như người ngu từ những kẻ quyền lực tột đỉnh cho đến những hạng cùng đinh khốn khổ thức tỉnh trước thảm họa nhân sinh này mà nhận thấy rõ nguyên nhân chân thật của khổ và con đường diệt khổ. Chính trong hiện thực thống khổ này, người Phật tử dân hoa cúng Phật, tư duy, chiêm nghiệm chân lý hiện thực trong lời dạy của Đức Thế Tôn. Chân lý ấy hiện thực trong suốt mọi thời gian và không gian, cảnh báo sự diệt vong của loài người, báo hiệu bằng tai họa ôn dịch nạn đói và đau binh trong chu kỳ thành trụ hoại không của vũ trụ những kẻ kia không biết rằng nơi đây ta sẽ bị hủy diệt nên phí công tranh chấp hơn thua đấu tranh sinh tồn bằng bạo lực là quy luật của một bộ phận chúng sinh trong dục giới mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng đệ tử phật sẽ dẫn đến sự tan vỡ của khối hòa hiệp tăng già là nguyên nhân khiến chánh pháp bị lưu mờ và cuối cùng biến mất trong bóng tối của điên đảo vọng tưởng trước mùa xuân canh tí phật giáo việt nam bị mất đi bóng cây cổ thụ đã từng làm nên lịch sử của đạo pháp trong lòng dân tộc sau mùa xuân canh tí, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất lại mất đi thạch trụ kiên cường, tiêu biểu phẩm đức vô úy của bậc xuất trấn thượng sĩ, nêu cao ngọn đèn chánh pháp, không dao động trước sóng gió của hư danh và lợi dưỡng, không khuất phục trước bạo lực cường quyền đức đệ ngũ tăng thống khuất bóng phật giáo việt nam không còn đồng vọng dư âm những lời cảnh sách chúng đệ tử trước cám dỗ của thế lợi phù hoa nhắc nhở kẻ sĩ không vì lợi lộc hư vinh mà bẻ cong ngòi bút sự viên tịch của đức đệ ngũ tăng thống giáo hội phật giáo việt nam thống nhất đã để lại khoảng trống lớn lao trong giáo hội những năm cuối cùng tại thế ngài đã đơn thân bằng những phương tiện khả thi hóa giải những mâu thuẫn tế toái trong các chúng đệ tử nhưng trong một đất nước hòa bình đã trên nửa thế kỷ mà ngọn lửa hận thù dân tộc chưa được dập tắt pháp hữu lậu thế tục đã khơi dậy hoài nghi và đố kỵ những phiền não vụn vặt có nguy cơ làm rạn nứt khối hòa hiệp tăng trong những năm tháng cuối đời đức tăng thống đã ban hành quyết định ngưng mọi hoạt động của viện hóa đạo chỉ còn một mình ngài đứng đầu ba viện tăng thống và đã viết nhiều tâm thư kêu gọi cộng đồng đệ tử hòa hiệp trong khi tăng già chưa hòa hiệp trọn vẹn dù trong ngôi vị tăng thống đứng đầu giáo hội ngài cũng không thể đề nghị một vị nào kham năng kế thừa vai trò lãnh đạo tối cao thay vào đó ngài quyết định ủy thác người tin tưởng trao nhiệm vụ bảo trì ấn tính của giáo hội làm tín hiệu châu trị sinh mệnh giáo hội vẫn tồn tại mạng mạch chánh pháp vẫn được duy trì cho đến khi hội đủ thuận duyên thỉnh cầu chư tôn trưởng lão hòa hiệp suy cử chư tôn đức tái lập và kiện toàn hội đồng lưỡng viện kế thừa sứ mệnh hoàng dương chánh pháp vì lợi ích và an lạc của các cộng đồng đệ tử trong cộng đồng dân tộc kính bạch chư tôn trưởng lão khâm thừa ủy thác của đức đệ ngũ tăng thống tôi tự xét bản thân lão lại tài tận đức mỏng chướng dày khó có thể đơn độc chu toàn sứ mệnh cao cả ấy trong muốn một vậy nên cúi đầu kính lễ chư tôn trưởng lão chư đại đức thanh tịnh tăng già vì sự nghiệp tu trì chánh đạo vì an lạc của muôn dân đang chìm đắm trong dòng khổ lụy nhân sinh thỉnh cầu chư tôn vận tâm bình đẳng y luật hành trì thể hiện bản thể thanh tịnh hòa hiệp của tăng già nêu cao ngọn đèn chánh pháp trong một thế giới tối tâm nguy hiểm vì những tham sân điên đảo bằng tâm nguyện chí thành khẩn thiết này cầu nguyện chúng đệ tử phật trong mùa phật đản hai năm sáu bốn này Nhiếp tâm thanh tịnh lắng nghe đồng vọng trong hư không pháp âm vị diệu hân hoan đón mừng đức thích tôn thị hiện đảng sanh hạnh phúc thay chư phật xuất thế hạnh phúc thay chánh pháp tuyên dương hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp hạnh phúc thay bốn chúng đồng tu ngưỡng nguyện chư tôn trưởng lão chư đại đức thanh tịnh tăng già đồng chứng tri phật lịch hai năm sáu bốn mùa phật đảng tháng tư năm canh tí ký tên thích tuệ sĩ